Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, với lý do người này đã rút kháng cáo và chấp nhận mức án cấp sơ thẩm đã tuyên. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù về hai tội là làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Nguyễn Minh Phúc đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau đó không lâu, ông này đã có đơn rút kháng cáo, chấp nhận mức án cấp sơ thẩm đã tuyên, để đi thi hành án, mong sớm trở về với gia đình. Liên quan đến vụ việc, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 6 tháng 8 năm 2024, hội đồng xét xử căn cứ vào hồ sơ vụ án và thẩm vấn tại tòa có đủ căn cứ xác định. Ông Nguyễn Minh Phúc có hành vi liên hệ hai chủ tài khoản Zalo để cung cấp thông tin của bà T và thuê làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thửa. Từ đó, bị cáo Phúc đã chiếm đoạt của bà T số tiền 70 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Phúc đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Hội đồng xét xử cũng xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án đối với các giấy tờ giả, gồm một giấy chứng nhận tăng ni, thể danh Thích Tâm Phúc, một bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một giấy chứng nhận điệp thọ và nhiều giấy tờ khác được làm giả. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phúc đã òa khóc nức nở khi gặp lại người thân và thừa nhận hành vi truy tố như cáo trạng là đúng, không oan sai. Nói lời sau cùng, bị cáo này mong hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về với gia đình, ở với mẹ già. Mới đây, Hải quân Nga và Trung Quốc cho biết sẽ cử tàu chiến của hai nước thực hiện một cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Thái Bình Dương nhằm làm sâu sắc mức độ hợp tác chiến lược. Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga cho biết cuộc tập trận ở phía Tây Bắc Đại Dương là một phần của cuộc tuần tra chung giữa hai lực lượng hải quân. Tuy nhiên, hạm đội Thái Bình Dương không thông tin chính xác thời gian cuộc tập trận được tổ chức. Nhiều thông tin cho rằng thời điểm diễn tập rất có thể đã diễn ra trong vài ngày qua sau cuộc tập trận lớn hồi tháng 9. Theo hãng thông tấn TASS, hai tàu khu trục chống tàu ngầm của Nga tham gia vào hoạt động này, đồng thời trực thăng chống tàu ngầm K-27PL cũng được triển khai để tìm kiếm tàu ngầm giả định của đối phương. Về phía quân đội Trung Quốc thông tin hệ thống tàu Trung Quốc tham gia cuộc tập trận gồm có tàu khu trục Tai 55, tàu khu trục Tai 52D, khinh hạm Tai 54A, tàu chở dầu tiếp tế và 3 trực thăng trên tàu. Trước đó, vào tháng 9 năm 2024, Hải quân Trung Quốc và Nga đã từng tham gia cuộc tập trận kéo dài một tuần mang tên Beibu trên Interaction 2024 tại Biển Đông và Biển Okhotsk. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường mức độ hợp tác chiến lược giữa quân đội Trung Quốc, Nga và tăng cường khả năng ứng phó chung với mối đe dọa an ninh. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bức xúc ngất xỉu tại trụ sở tiếp dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vì nhiều lần bị từ chối nhận đơn khiếu nại. Sự việc đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Qua xác minh làm rõ, người phụ nữ trong clip là bà Vũ Thị Hiền tạm trú tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và sự việc xảy ra vào trưa ngày 4 tháng 10 vừa qua. Bà Hiền cho biết thời gian qua gia đình bà gặp khó khăn khi nộp đơn tố cáo liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất khoảng 6.000 m2 của gia đình. Cho rằng việc cưỡng chế này có dấu hiệu không tuân thủ quy định nên bà Hiền đã đến trụ sở tiếp công dân tại khu phố 2, phường Dương Đông để nộp đơn nhưng cán bộ tại đây không tiếp nhận. Sau đó, vào ngày 2 tháng 10 năm 2024, bà đã đến nộp đơn tại trụ sở tiếp công dân thành phố Phú Quốc nhưng lại tiếp tục bị từ chối. Bà đành quay trở về và lên Ủy ban Nhân dân xã Hàm Ninh để trình bày sự việc và được hướng dẫn quay lại thành phố Phú Quốc để nộp đơn theo đúng quy trình. Trưa 4 tháng 10, một lần nữa bà Hiền cùng chồng đến trụ sở tiếp công dân thành phố Phú Quốc nhưng cán bộ ở đây vẫn không tiếp nhận đơn và có thái độ thiếu tôn trọng, khiến bà Hiền bức xúc và ngất xỉu tại chỗ. Mạng xã hội Facebook sau đó đã lan truyền hình ảnh và video ghi lại cảnh bà Hiền ngất xỉu. Theo như đoạn clip, tại thời điểm xảy ra sự việc, có sự xuất hiện của một nam cán bộ mặc áo sơ mi trắng không rõ tên. Khi bà Hiền ngất, người dân có mặt đã hỗ trợ đưa bà đi cấp cứu. Bà Hiền cho biết sự việc này đã ảnh hưởng đến đời sống của gia đình và mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc để làm rõ, trả lại công bằng cho bà. Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa cho biết vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể nhưng cam kết sẽ cho kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân để giải quyết. Hôm nay 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thông tin đã tiến hành khởi tố vụ án,
khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng làm việc tại hai cơ sở massage ở thành phố Phan Thiết, bao gồm Nguyễn Hữu Thành, Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan cảnh sát cũng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng trên. Theo điều tra, ngày 23 tháng 9, bà TTL, ngụ tỉnh Bình Thuận đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trình báo việc nhận được cuộc gọi từ một cơ sở massage. Yêu cầu bà này phải mang 120 triệu đồng đến để chuộc con gái của mình là T đang làm việc tại quán. Đến ngày 26 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với công an thành phố Phan Thiết kiểm tra cơ sở massage trên. Phát hiện T cùng 5 nhân viên nữ massage khác của cơ sở ở trong phòng bị khóa trái bên ngoài. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở massage Hoa Kiều do Nguyễn Hữu Thành làm chủ. Để quản lý nhân viên, Thành bố trí 2 phòng làm nơi ở cho nhân viên massage. Các phòng này đều có khóa bên ngoài. Thành phân công cho 3 nhân viên nam gồm Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý và Nguyễn Thái Cường giữ chìa khóa. Khi các nhân viên đi phục vụ khách massage hay đi nấu ăn thì 3 nam nhân viên này có trách nhiệm mở khóa phòng và giám sát việc di chuyển của các nhân viên nữ. Sau khi xong việc, các nhân viên phải về lại phòng ở và bị khóa cửa lại. Những người này muốn ra khỏi phòng làm việc riêng thì phải được sự đồng ý của Thành. Riêng T vì nợ số tiền 120 triệu đồng và đang điều trị bệnh không phục vụ khách được nên bị Thành giữ điện thoại không cho liên hệ với người thân và giam lỏng trên khu vực phòng ở Gác Lửng. Qua điều tra ban đầu, ngoài việc có dấu hiệu tội bắt giữ người trái pháp luật, công an còn làm rõ hành vi Nguyễn Hữu Thành khống chế, buộc các nhân viên massage phải ký giấy vay mượn tiền của Thành thông qua Lê Văn Hải và một đối tượng khác. Các nhân viên massage có nhiệm vụ phục vụ khách rồi lấy tiền bô để trả nợ hàng ngày cho Thành. Việc trả nợ sẽ được ghi vào sổ ở quầy lễ tân. Số nhân viên nợ tiền của Thành được yêu cầu ở tại cơ sở, không được ra ngoài và phải nấu ăn tại chỗ. Hiện công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Chiều ngày 8 tháng 10, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, do Ủy ban tỉnh Bình Định tổ chức, vấn đề được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm là việc giám sát tàu cá để tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đáng nói, tỉnh này cũng đã thống kê số liệu về việc xử phạt hàng loạt tàu cá với tổng tiền gần 18 tỷ đồng do vi phạm quy định về khai thác thủy sản, chủ yếu là các lỗi như mất kết nối giám sát và vi phạm vùng biển nước ngoài. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, công tác thực thi pháp luật và xử phạt tàu cá vi phạm được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 90 trường hợp với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài 8 trên 10 trường hợp với số tiền hơn 7 tỷ đồng, còn 2 tàu cá chưa xử lý do chưa có thông báo chính thức. Ngoài ra, 49 tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển, bị phạt với số tiền gần 3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng xử phạt các vi phạm khác 41 trường hợp với số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh Bình Định hiện có khoảng 5.317 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên được đăng ký, trong đó có 4.094 tàu thuộc diện phải đăng kiểm. Tỉnh Bình Định đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Ngày 8 tháng 10, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine đã nêu ra thông báo về việc kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ 2 về chấm dứt xung đột với Nga, diễn ra vào tháng 11 tới đây đã bị hủy. Trước đó, Kiev từng kêu gọi Moscow tham dự hội nghị lần 2, dự kiến vào tháng 11 để tìm cách chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần phát tín hiệu từ chối. Theo Ukraine, công tác chuẩn bị cho hội nghị hòa bình vào thời điểm khác đang được tiếp tục với các cuộc họp chuyên đề được tổ chức riêng cho từng điểm trong kế hoạch hòa bình để chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện và cuộc họp chuyên đề cuối cùng nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo sẽ diễn ra tại Canada vào cuối tháng 10. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên vào tháng 6 tại Thụy Sĩ. Nga không được mời tới dự hội nghị và sự kiện này cũng không đạt kết quả như mong muốn của Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên cho Ukraine đã diễn ra ở Thụy Sĩ với hơn 90 quốc gia tham dự. Tuy nhiên, chỉ có 80 quốc gia ký tuyên bố chung. Nhiều chuyên gia nhận định hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên do Ukraine tổ chức là nỗ lực của phương Tây nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev thay vì đặt mục tiêu thực sự là tìm kiếm một kết thúc cho cuộc xung đột. Trên thực tế, việc không có sự tham dự của Nga hay Trung Quốc, hội nghị thượng đỉnh kết thúc với cam kết mơ hồ về một lần gặp tiếp theo nhưng không có kế hoạch cụ thể. Điện Kremlin hồi tháng 6 cho biết hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về Ukraine đã mang lại kết quả không đáng kể và cho thấy sự vô ích của việc tổ chức đàm phán mà không có Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng kết quả của cuộc họp là gần bằng không trong chuyến thăm Mỹ vào tháng trước. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trình bày một kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Joe Biden và cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới, gồm Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Mặc dù các chi tiết chính xác của kế hoạch chiến thắng vẫn chưa được công khai, nhưng được cho là gồm 5 điểm. Phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và kinh tế cho Kiev, kết nạp Ukraine vào NATO và EU và cho phép tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga. Mặt khác, phía Nga đã cảnh báo sự tham gia trực tiếp của Mỹ và các đồng minh vào cuộc xung đột và tuyên bố cập nhật học thuyết hạt nhân của nước này. Mới đây, tại dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an đã đưa ra đề xuất về việc nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Đồng thời, người điều khiển phương tiện còn bị tước giấy phép lái xe trong vòng 1 đến 3 tháng. Còn trong dự thảo nghị định đã được chuyển tới Bộ Tư pháp để thẩm định, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt tiền hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng lên 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và từ 2 đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy. Đồng thời, người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe. Tương tự, Bộ Công an cũng đề xuất nâng mức phạt tiền hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông từ mức hiện tại là 4 đến 6 triệu đồng lên mức mới là 6 đến 8 triệu đồng đối với ô tô, từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng lên 2 đến 3 triệu đồng đối với xe máy. Đồng thời, Bộ Công an cũng đưa ra dẫn chứng về việc thời gian vừa qua, tình trạng vi phạm các quy định trên đường cao tốc diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Theo thống kê, từ năm 2020 đến năm 2024, lực lượng công an toàn quốc đã lập biên bản xử lý gần 14,9 triệu trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước hơn 21.036 tỷ đồng. Chiều hôm qua 8 tháng 10, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo về siêu bão Milton. Theo đó, cơn bão này đã mạnh trở lại thành bão cấp 5 với sức gió mạnh nhất liên tục lên tới 265 km/h. Cường độ có thể dao động nhưng sẽ tiếp tục là một cơn bão lớn nguy hiểm khi đổ bộ vào bang Florida vào tối nay 9 tháng 10, theo giờ địa phương. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định bão Milton có thể là một trong những cơn bão tồi tệ nhất tấn công Florida trong vòng 100 năm trở lại đây. Milton đã trở thành cơn bão mạnh thứ 3 được ghi nhận ở Đại Tây Dương khi biến chuyển từ một cơn bão nhiệt đới lên thành cơn bão cấp 5, cấp mạnh nhất trong vòng chưa đầy 24 giờ. Milton cũng được dự báo là cực kỳ nguy hiểm sau khi đổ bộ vào Florida, với dự tính gây ra thiệt hại thảm khốc và mất điện sẽ kéo dài nhiều ngày. Cơn bão đang mở rộng và hướng về bờ biển vịnh Florida, nơi hơn 1 triệu người đã được lệnh sơ tán khẩn cấp. Hiện, tiểu bang này đang chứng kiến cuộc di tản lớn nhất từ trước đến nay. Ông Biden đã tham gia một cuộc họp báo với hàng loạt các quan chức chính quyền cấp cao để thảo luận về phản ứng của chính phủ liên bang đối với bão Helene trước đó và các biện pháp chuẩn bị cho bão Milton. Theo dự báo của các chuyên gia, mắt bão sắc nét là dấu hiệu của một cơn bão rất mạnh. Thời tiết tương đối lặng gió trong mắt bão. Tuy nhiên, quanh mắt bão là hoàng lưu bão, nơi có những cơn gió dữ dội nhất của cơn bão. Các nhà dự báo bão nhận định trên đường áp sát Florida, siêu bão Milton dự kiến gặp môi trường kém thuận lợi hơn với gió cắt mạnh sẽ làm cơn bão suy yếu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã suy yếu, Milton vẫn được dự báo là một cơn bão lớn khi đổ bộ vào khu vực duyên hải vịnh Mexico của bang Florida, Mỹ. Theo dự đoán sơ bộ, bão Milton có thể gây thiệt hại lên đến 24 tỷ USD, gia nhập nhóm thảm họa tỷ USD ở Mỹ. Tối qua ngày 8 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức đã phong tỏa một phần đường số 5, phường Tăng Nhân Phú B để khắc phục sự cố sụp lún mặt đường nghiêm trọng sau cơn mưa lớn kéo dài cùng ngày. Trước đó, vào khoảng 16 giờ, người dân tại khu vực trên phát hiện mặt đường sụp lún, tạo thành hố sâu, đường ống nước, đất đá nằm ngổn ngang, gây nguy hiểm cho người đi đường, nên đã báo với chính quyền địa phương. Hố tử thần có đường kính hơn 2 mét, sâu khoảng 1 mét, xuất hiện cạnh nắp cống gần giao lộ giữa đường số 5 và đường số 11. Một nhân viên đô thị sau khi kiểm tra cho biết, điểm sụp lún này khá lớn nên việc sửa chữa cần có thời gian, đồng thời cần phải cử người túc trực kiểm tra tình hình thoát nước và sớm có phương án khắc phục sự cố. Cách đó không xa, trên đường số 4 cũng xuất hiện một điểm sụp lún khác đã được cắm cây để cảnh báo. Một người dân sinh sống tại khu vực cho biết, tuyến đường này thường xuyên bị bong tróc sau mỗi trận mưa lớn.
Ông Cao Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tăng Nhân Phú B cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, phường đã cử lực lượng rào chắn và thông báo cho Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Thủ Đức để khắc phục sự cố ngay trong đêm. Theo dõi VOH để cập nhật nhiều thông tin mới và hấp dẫn nhất.